Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên Nghĩa Tin Tức. Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục giải ảo hôm nay có tựa Get Trump mất sáng, Liz Cheney được tống táng đàng hoàng. Bài phân tách của Ben Domenech trên Spectator là lời cáo phó cho sự nghiệp và danh dự của cha con Dick và Liz Cheney và mấy kẻ thù ghét Trump vì tánh ích kỷ, chứ không do đạo tặc hay tư tưởng. Sự kết thúc của Never Trump. Thì ra chỉ sử dụng kẻ thù của kẻ thù là không đủ. Chiến thắng vang dội của Donald Trump trong cuộc bầu cử năm 2024 đã chứng kiến sự kết thúc của một loạt các giả định chính trị về đất nước, tính tất yếu của chương trình nghị sự chuyển đổi thế hệ của phe cánh tả và sự bất lực của Đảng Cộng Hòa trong việc thâm nhập vào các nhóm nhân khẩu học quan trọng đã chứng minh là chống lại thông điệp của mình. Nhưng nó cũng chấm dứt một trong những hoạt động chính trị đê tiện và tham nhũng nhất trong 8 năm qua. Phong trào Never Trump chuyên nghiệp đã huy động được rất nhiều tiền mặt. Sự giàu có của nhiều thế hệ, theo cách diễn đạt của Steve Smith, bán một sản phẩm rõ ràng là thất bại cho những kẻ thù của Trump. Sự lên ngôi của Trump lên vị trí cao nhất của Đảng Cộng Hòa vào năm 2016 đã dẫn đến việc tạo ra một nhóm cá nhân và tổ chức độc đáo tự định vị mình là những người phản đối liên tục, không ngừng nghỉ đối với con người, chính quyền và các chính sách của ông. Trong khi một số người trong số họ là những nhà bình luận được kính trọng, được thúc đẩy bởi nguyên tắc và niềm tin sâu sắc vào phiên bản bảo thủ kiểu Mỹ cũ, chẳng hạn như George F. Will, thì phần lớn có lý do ích kỷ hơn cho vị thế của họ. Phong trào Never Trump không có nguyên tắc chỉ đạo nào khác ngoài Orange Man Bat. Họ là một tập hợp những cá nhân đói khát quyền lực, thất vọng vì bị loại khỏi chính quyền Cộng Hòa hoặc bị từ chối tiếp cận các hành lang quyền lực, nhưng lại được các thủ lĩnh truyền thông trao cho sự chính nghĩa trong sứ mệnh của họ. Trên phương tiện truyền thông, nổi bật nhất trong số này là một nhóm những người theo chủ nghĩa tân bảo thủ, do Bill Kristol đứng đầu. Người đã tìm đến các nhà tài trợ cánh tả để bắt đầu xuất bản các ấn phẩm trực tuyến chỉ trích những người bạn cũ, phát hành các podcast cung cấp phương tiện để đối phó với sự phản kháng và đưa ra những câu trích dẫn dễ hiểu để chỉ trích Đảng Cộng Hòa cho bất kỳ ai gọi đến. Trong thế giới xuất bản, Never Trumpers đã phát triển thành những người bán sách năng động. Tất cả những gì bạn cần làm là làm việc cho chính quyền trong một khoảng thời gian giới hạn. Sau đó, viết một bài xã luận, đôi khi ẩn danh, tuyên bố rằng bạn không thể tiếp tục im lặng trước những điều khủng khiếp mà bạn chứng kiến, và thúc đẩy một hợp đồng xuất bản sách lớn. Và trong lĩnh vực tư vấn chính trị bẩn thỉu, đối với những kẻ chuyên đi cổ suý già nua đã trải qua giai đoạn cuộc đời, khi họ có thể tìm được công việc, vận động tranh cử phù hợp, mong muốn của những người tài trợ cho Resistance là trao tặng cho bất kỳ ai chỉ trích những người Cộng Hòa ủng hộ Trump, có nghĩa là bạn có thể thành lập các tổ chức phi lợi nhuận đã chứng minh là rất có lợi nhuận. Nhận tiền để làm quảng cáo, tự trả tiền cho mình để mua thời gian quảng cáo và bình luận đủ trên MSNBC để mọi người ném tiền vào bạn với hy vọng ngăn chặn Trump GOP. Bất kỳ ai chú ý đều nhanh chóng nhận ra rằng Never Trump chỉ có nghĩa là phản đối tất cả những người Cộng Hòa. Tiền của Đảng Dân Chủ chảy vào những kẻ lừa đảo này dưới dạng phí đăng ký, tiền quyên góp và tiền đầu tư, tìm cách thúc đẩy các cuộc tấn công ầm ĩ điên cuồng vào đảng cũ của họ. Một số cuộc tấn công lố bịch nhất nhắm vào những người Cộng Hòa có cách cư xử ôn hòa nhất. Khi Glenn Youngkin, với sự kết hợp theo kiểu cũ giữa chính sách ủng hộ doanh nghiệp và chủ nghĩa bảo thủ xã hội lịch sự, đang tranh cử thống đốc Virginia, Lincoln Project đã cố gắng thực hiện một trò hề với 5 nhân viên mặc đồ kaki tiếp cận xe buýt vận động tranh cử của Youngkin. Vung ngọn đuốc tiki trong một vở kịch câm lười biếng về cuộc diễu hành của những người theo chủ nghĩa tối cao ở Charlottesville. Giống như rất nhiều nỗ lực khác của Never Trump, nó đã phản tác dụng với Đảng Dân Chủ và dẫn đến một cuộc càn quét của Đảng Cộng Hòa. Dự án Lincoln là mũi nhọn của những người làm quảng cáo và hoạt động chính trị của Never Trump. Được Jennifer Rubin của tờ Washington Post ca ngợi là vượt trội hơn hẳn những người còn lại trong nỗ lực khó khăn nhằm đánh bại Tổng thống Trump và chủ nghĩa Trump, và tạo ra một số chiến dịch quảng cáo nổi bật và thái quá nhất chống lại Đảng Cộng Hòa.
những người sáng lập luôn tức giận của dự án đã liên tục đăng tweet thường hứa sẽ tiêu diệt ngay lập tức các mục tiêu của Đảng Cộng Hòa đã xúc phạm họ bằng cách có lập trường ủng hộ Trump. Họ cực kỳ kém hiệu quả và trở nên gây tranh cãi hơn khi một trong những người đồng sáng lập của nhóm, John Weaver, người quản lý chiến dịch lâu năm, bị phát hiện đã gửi những tin nhắn không phù hợp cho hàng chục người đàn ông trẻ tuổi trong công ty của mình. Dự án đã tan vỡ vì lịch sử quấy rối của Weaver, đặc biệt là về sự chia rẽ về việc ai biết điều gì khi nào. Nhưng nỗ lực chung vẫn tiếp tục. Tiền thì quá tốt. Sự trở lại của Trump về mặt lý thuyết sẽ thúc đẩy triển vọng của những nỗ lực resistance này. Toàn bộ cách tiếp cận dựa trên giả định rằng đủ số lượng tiếng nói của cựu đảng Cộng Hòa đưa ra lời cảnh báo hoặc công khai vận động cho đảng Dân Chủ sẽ chứng minh là có ích về mặt chính trị. Nhưng kinh nghiệm cho thấy điều ngược lại mới đúng. Không có cá nhân Never Trump nào minh họa cho điều này nhiều hơn Liz Cheney, người đã xác nhận và ủng hộ Trump trong nhiều năm. Nhưng khi sự ủng hộ của bà đối với việc luận tội dẫn đến việc bà bị cách chức khỏi vị trí lãnh đạo GOP, bà đã quay lưng lại với các đồng nghiệp cũ của mình, dẫn đầu một cuộc điều tra vào ngày 6 tháng 1 được thiết kế để làm họ xấu hổ. Vào năm 2024, cựu nữ nghị sĩ này đã sát cánh cùng Kamala Harris vận động tranh cử cùng bà và ủng hộ các nỗ lực của Đảng Dân Chủ. Nói chung, hứa với đất nước rằng bà sẽ làm việc không mệt mỏi để đảm bảo rằng Đảng Cộng Hòa sẽ không chiếm đa số vào năm 2025. Sự hiện diện của bà đã gây ra sự khó chịu cho những người theo chủ nghĩa tự do lâu năm, khi xem xét bằng chứng lớn cho thấy lập trường của bà liên quan đến việc tiếp cận quyền lực và ngăn cản những người mà bà không thích có được quyền lực. Nỗ lực này đã thất bại và có thể đã gây tổn hại cho Harris ở các tiểu bang có dân số Hồi giáo quan trọng như Michigan. Sự thất bại của Cheney và sự trở lại của Trump đánh dấu hồi chuông báo tử cho phong trào Never Trump. Phong trào này hầu như không đạt được bất kỳ mục tiêu nào và hiện đang bị loại bỏ, ngay cả với những người dân chủ đã tài trợ cho phong trào này. Hóa ra chỉ sử dụng kẻ thù của kẻ thù là chưa đủ. Bạn còn phải có một giải pháp thay thế cho những gì họ đang cung cấp nữa. Và tiếp theo là bài báo của Jonathan Turley trên The Hill đã chỉ ra sự mất kiểm soát của phe Dân Chủ sau thất bại trong cuộc bầu cử vừa qua. Tại Pennsylvania, họ đang sử dụng mọi biện pháp để tái đắc cử Thượng nghị sĩ Bob Casey, bất chấp việc bỏ qua các quy định pháp lý và phán quyết của tòa án. Một ví dụ điển hình là Ủy viên Đảng Dân Chủ Diane Marseglia ở Hat Bucks, người đã công khai tuyên bố rằng mọi người vi phạm luật pháp bất cứ lúc nào họ muốn, và cho rằng tiền lệ của tòa án không còn quan trọng. Điều này cho thấy sự coi thường đối với pháp luật và nguyên tắc dân chủ. Bài báo cũng chỉ ra một loạt các hành động của Đảng Dân Chủ nhằm bảo vệ quyền lực, bao gồm cố gắng loại bỏ Trump khỏi cuộc bầu cử, cản trở đối thủ của Biden, kiện để giữ Robert F. Kennedy trên phiếu bầu sau khi ông rút lui, kêu gọi loại bỏ nhiều quan chức và nhà lập pháp của Đảng Cộng Hòa, kiểm duyệt thông tin và sử dụng các biện pháp pháp lý để truy tố Trump. Turley cho rằng những hành động này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn làm suy yếu nền dân chủ. Ông kêu gọi mọi người bảo vệ pháp quyền và ngăn chặn sự suy đồi đạo đức chính trị. Tôi xin kết thúc chuyên mục giải ảo của mình tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã kiên nhẫn lắng nghe trên Nghĩa Tin Tức. Hãy ghi danh vào Nghĩa Tin Tức để ủng hộ tôi. Xin cảm tạ.